Chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình muốn học được một cái là món đồ rất là thú vị ở trên YouTube. Mình cũng không biết gọi cái này là gì nữa các bạn ạ. Hình như là bóng nước thì phải. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nha. Đầu tiên các bạn cần có bột hàng the. Đây là bột hàng the mình mua. Đó. Ở đây là hồ nước. À, hai cái đồ đựng, một cái đồ quấy. Nhớ là hai cái để mình, một cái mình còn pha hàng the nữa. Hoặc các bạn có thể là một giặt màu. Ở đây mình không có màu nước nên là mình xài màu sáp. Và đây là cái nến, hộp quẹt và băng đây là cái găng tay y tế và kéo. Thì các bạn cần chuẩn bị nước nữa nha, nhưng mà tí nữa mình sẽ lấy sau. Ok, đầu tiên mình sẽ bắt đầu đun để lấy màu. Đun màu sau đi, mình sẽ bắt đầu pha hàng the trước. Rồi, thì mình đã lấy thêm nước để pha hàng the. Mình sẽ để một ít nước vào trong này. Nhiều quá. Rồi. Với lượng nước như trên thì mình chỉ cho một muỗng hàng the thôi. Muỗng sữa chua nha. Rồi. Khi mà đã cuối đều thì các bạn điểm đây. Rồi khi mà mình pha hàng the xong thì các bạn sẽ bỏ phù này vào trong một cái chén khác. Bỏ bao nhiêu tùy ý nha. Sau đó mình sẽ bắt đầu đun cái màu này. Lý do vì mình đun sau bởi vì là nếu mà các bạn đun trước á, thì trong cái thời gian mà mình pha mấy cái này thì nó sẽ bị cứng lại các bạn ạ. Okay. Bạn nào mà không biết dùng cái này nhớ dùng, nhớ bảo bố mẹ nha. Trộn hai màu lại thì nó sẽ là thôi. Các bạn nhớ dùng thìa inox nha, thì nó mới chảy nhanh được. Và thìa nó bỏ á. Tắt. Tiếp tục đi. Cây nước là cây nào đi? 18. Tua lại nhá. Nó khó chảy đấy nhở. Nó bắt đầu chảy ra rồi này các bạn. Nhìn cái gì anh? Đốt gì anh? Vậy là được rồi này các bạn. Mình sẽ bắt đầu bỏ màu vô trong cái hồ này. Mình phải quy quát khét lẹt rồi. Tiền năng vứt vô duyên thì vứt ở trên bàn kia nhá.
tí mà quên ấy thì là nó bay hết ra nhà ấy. Chắc rồi. Đóng lại luôn. Khi mà trộn đều như vậy rồi này. Rồi. Gạt này sang một bên. Nếu gì này. Cái phần nó đã đều rồi thì các bạn bắt đầu cho hàng thêm vào. Chị đặt lại này. Mình không cần cái này nhiều quá đâu các bạn. Không cần màu nhiều quá đâu. Nếu mà các bạn có màu nước á, thì có thể cho thêm vào nha. Thì nó càng đẹp. Nhưng mà do màu sáp nó đông nhanh nhá thì mình nghĩ là cũng không cần cũng được, không sao. Mình chỉ hơi gọi là có màu thôi chứ không quan trọng về cái vấn đề màu này. Đúng. Ok, cho là các bạn thấy mình là mình nghĩ là nó hơi lỏng. Mình sẽ cho thêm hồ ha. Để tạo ra một miếng rất là to thì cái bóng của chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Đây các bạn cho thêm hồ vào. Đó. Học bây giờ nhé, nếu muốn để cho nó cứng hơn ý thì các bạn sẽ bắt đầu thả vào cái hũ này luôn, cho thêm hồ vào để như vậy một lúc. Mình sẽ bỏ cái hàng tre bên trên này vào. Đó. Để tầm khoảng 5 phút thôi. Ok, các bạn sờ vào nếu mà thấy nó vẫn còn dính dính như vậy thì vẫn phải chờ thêm nha. À, khi mà cái hồ ấy mà nó với hàng tre rồi ấy thì nó sẽ lên như vậy. Giờ là các bạn sẽ khuấy qua với hàng tre một chút.
rồi. Sau này các bạn sẽ để vào một cái vũ. Và phơi ngoài nắng nha. Đấy, cho nó rất là nắng các bạn ạ. Mình sẽ để ở đây phơi nắng ha. Phơi nắng cho nó khô hẳn đi.